Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình Hành trình đỏ năm 2015 là hoạt động thiết thực hưởng ứng chiến dịch Những giọt máu hồng hè 2015 do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu có thể xảy ra trong dịp hè 2015. Đồng thời là hoạt động truyền thông rộng lớn trên quy mô toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, thái độ của người dân về hiến máu tình nguyện. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho chương trình Hành trình đỏ đã cơ bản hoàn thành. Năm 2014, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có phong trào hiến máu phát triển mạnh mẽ và được Trung ương đánh giá cao về lượng máu thu được với 15.558 đơn vị máu. Chính vì thế, tỉnh Vĩnh Phúc được Trung ương chọn là đơn vị xuất phát khởi đầu cho chương trình Hành trình đỏ khu vực phía Bắc. Theo kế hoạch, Ngày hội Hiến máu Hành trình đỏ với tên gọi Vĩnh Phúc Giọt hồng yêu thương sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 tại Trung tâm Quảng trường Hồ Chí Minh của tỉnh. Dự kiến trong chương trình Hành trình đỏ năm 2015 tiếp nhận được từ 16.000 đến 16.500 đơn vị máu. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động bên lề hưởng ứng. Để chương trình Hành trình đỏ năm 2015 được tổ chức hiệu quả, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình, tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị với các sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị xin tham gia ý kiến vào kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Đến nay về cái công tác chuẩn bị cho cái chương trình Hành trình đỏ thì cơ bản đã hoàn thành và chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan tuyên truyền để làm cái chuyên trang chuyên mục có phóng sự để tuyên truyền về cái chương trình Hành trình đỏ và phối hợp với các cơ quan liên quan như công an, quân đội, sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy để chuẩn bị toàn bộ cái công tác phục vụ cho cái địa điểm tổ chức các chương trình. Và trong cái chương trình Hành trình đỏ của tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức năm 2015 này thì chúng tôi tổ chức các hoạt động như sau. Thứ nhất là chúng tôi đã tổ chức được tập huấn cho đội ngũ tình nguyện viên của các câu lạc bộ và các huyện thành thị. Cái thứ hai là chúng tôi tổ chức cái chuỗi hoạt động hiến máu nhân đạo tại các huyện thành thị. Cái thứ ba là chúng tôi tổ chức cái buổi tuyên truyền lưu động vào ngày 11 tháng 7 trên địa bàn của thị xã Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên. Cái thứ tư là chúng tôi tổ chức đêm gala Vĩnh Phúc giọt hồng yêu thương vào tối ngày 11 tháng 7 tại nhà hát tỉnh. Và cái thứ năm là chúng tôi tổ chức cái ngày hội hiến máu với chủ đề Vĩnh Phúc giọt hồng yêu thương và tổ chức tại nhà hát tỉnh vào sáng ngày 12 tháng 7. Được sự quan tâm của các ban ngành trung ương và địa phương, sự phối hợp hiệu quả của các sở ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trong tỉnh, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nên công tác tuyên truyền vận động cho ngày hội diễn ra rất thuận lợi. Đến thời điểm này, tất cả những người đăng ký tham gia hiến máu và đội ngũ tình nguyện viên đều đã sẵn sàng cả về tinh thần và thể chất cho ngày hội. Chuẩn bị cho chương trình Hành trình đỏ thì câu lạc bộ chúng em có lên đây từ mùng 1 tháng 7 và trong cái thời gian 8 ngày tại đây, chúng em có tổ chức tuyên truyền, dán băng rôn áp phích và phát thư ngỏ tuyên truyền cho các anh chị tại khu công nghiệp và khu dân cư quanh khu vực Vĩnh Yên ạ. Và lên đây thì chúng em có tổ chức tập huấn kiến thức cho các bạn tình nguyện viên và tổ chức tập nhảy, tập hát để giao lưu văn nghệ, biểu diễn tại đêm gala Hành trình đỏ. Trong những ngày diễn ra các hoạt động hiến máu nằm trong chuỗi sự kiện Hành trình đỏ năm 2015, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Phúc sẽ nỗ lực đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền, tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Từ đó phát huy tối đa tiềm năng về lực lượng hiến máu tình nguyện, dần đáp ứng đủ nhu cầu máu cho tỉnh nói riêng và một phần hỗ trợ nguồn máu dự trữ cho các tỉnh phía Bắc nói chung. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 6 tháng 7 năm 2015, tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra bắt giữ một xe ô tô biển kiểm soát 88C04125 do đối tượng Tạ Xuân Trường, sinh năm 1984, trú tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc điều khiển, đang cân để vận chuyển đi tiêu thụ 20 bao tải xương động vật đã bốc mùi hôi thối, có trọng lượng hơn 700 kg. Tại cơ quan công an, đối tượng Trường khai nhận đi thu mua xương ở nhiều địa phương trong tỉnh, sau đó mang đi bán lấy tiền chênh lệch. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang củng cố hồ sơ để xử lý. Xin được chuyển sang phần tin trong nước. Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA đa phương và song phương. Theo đó, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào các nước tham gia ký kết sẽ được hưởng ưu đãi về thuế quan với khoảng 90% dòng thuế được cắt giảm về 0% và các thời điểm khác nhau tùy các FTA.
Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là để được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường các nước đã ký kết FTA, hàng hóa của doanh nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về quy tắc xuất xứ theo quy định tại từng FTA. Thế nhưng hiện nay còn nhiều doanh nghiệp chưa nắm bắt đầy đủ các quy định về quy tắc xuất xứ, lung túng trong việc thực hiện các quy định về quy tắc xuất xứ của các nước mà Việt Nam đã ký kết FTA, từ đó dẫn đến bỏ lỡ cơ hội xuất khẩu. Ngày 9 tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi và triển khai biện pháp cấp bách 6 tháng cuối năm 2015. Ông Hoàng Thanh Vân, Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết, mặc dù đạt một số kết quả bước đầu, nhưng công tác chỉ đạo điều hành thực hiện đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi ở một số các địa phương còn chưa đồng bộ và hiệu quả, chưa huy động được nguồn lực đủ mạnh trong quá trình thực hiện. Nhiều địa phương còn lúng túng chưa phân biệt nội dung và giải pháp thực hiện đề án tái cơ cấu với các hoạt động chung thường xuyên của ngành chăn nuôi. Quy hoạch chăn nuôi còn mang nặng tính hình thức, chưa bám sát nội dung và mục tiêu đề án tái cơ cấu. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cho biết, nhiệm vụ chính thời gian tới là kiên quyết, cấp bách xây dựng một ngành chăn nuôi đủ sức cạnh tranh, không chỉ là xuất khẩu mà còn đứng vững trên sân nhà. Nhằm đảm bảo hệ thống quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, theo đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 và các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, giám sát đối với hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn để có những biện pháp chỉ đạo xử lý kịp thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Mặt khác, chủ động phối hợp với Ngân hàng Hợp tác xã, Hiệp hội Quỹ tín dụng nhân dân trong việc hướng dẫn đào tạo nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ quản lý, điều hành, kiểm soát, hỗ trợ đổi mới công nghệ thông tin, trang thiết bị của các quỹ tín dụng nhân dân nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Trước thực trạng một số bệnh viện chưa làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, còn có hiện tượng để chất thải y tế lọt ra bên ngoài. Ngày 6 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị số 05 CTBIT về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện. Chỉ thị của Bộ Y tế yêu cầu giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, bộ, ngành khác và các bệnh viện của địa phương tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường tại bệnh viện, gồm tăng cường công tác quản lý chất thải y tế của bệnh viện theo đúng các quy định hiện hành và theo đúng các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đề án bảo vệ môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của bệnh viện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn y tế, không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại ra ngoài. Xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm các quy định hiện hành về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết, các biện pháp trừng phạt được áp đặt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea có thể sẽ chẳng bao giờ bị xóa bỏ vì Moscow không từ bỏ quyết định này. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS đang diễn ra ở thành phố Ufa của Nga, ông Ryabkov nêu rõ, ngay sau khi Liên minh châu Âu-EU hủy các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, tôi tin chắc Moscow cũng sẽ làm như vậy, và tất cả các mặt hàng bị cấm vận sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt dưới lý do liên quan tới Crimea sẽ có thể tồn tại vĩnh viễn vì quan điểm của chúng tôi về bán đảo là bất di bất dịch. Ông Ryabkov nói rằng các chính sách trừng phạt này là bất hợp pháp, gọi chúng là một trong những sai lầm chiến lược lớn nhất được thực hiện bởi Mỹ và Liên minh châu Âu-EU. Ông Ryabkov cũng cho biết Nga chưa sẵn sàng giải quyết vấn đề trên thông qua đàm phán. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố cả Mỹ, Iran và các nước phương Tây đều không muốn vội vàng trong các cuộc đàm phán nhằm đi tới một thỏa thuận toàn diện cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, dù đàm phán đạt bước tiến, song Mỹ không muốn các cuộc đàm phán tích cực kéo dài suốt 2 năm qua sẽ đi tới một thỏa thuận vội vàng, song cảnh báo Mỹ sẵn sàng từ bỏ tiến trình nếu thấy các bên không thể đưa ra những quyết định khó khăn. Ngoại trưởng Kerry cho biết, chúng tôi ở đây không phải để tiếp tục đàm phán vì lợi ích của đàm phán, mà là bởi chúng tôi tin chúng tôi đang đạt được những bước tiến thực sự hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Song như tôi đã nói nhiều lần, chúng tôi sẽ không tiếp tục các cuộc đàm phán kéo dài vô tận. Công việc hiện nay cực kỳ mang tính kỹ thuật và những thách thức vẫn còn rất lớn. Chúng tôi sẽ không vội vàng. Điều chúng tôi quan tâm là chất lượng của thỏa thuận và đây cũng là mục tiêu mà chúng tôi theo đuổi. Đúng như lời hứa, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras
đã gửi tới các chủ nợ những đề xuất cụ thể mới để có thể nhận được gói cứu trợ thứ ba. Những cải cách được mong đợi này sẽ được xem xét tại một hội nghị cấp cao các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu diễn ra vào cuối tuần này. Người đứng đầu nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền Trung châu Âu Jeroen Dijsselbloem khẳng định đã nhận được kế hoạch cải cách của Hy Lạp. Theo ông, dù được gửi tới khá muộn, lúc gần nửa đêm mùng 9 tháng 7, song điều quan trọng là Hy Lạp đã giữ đúng lời hứa. Tuy nhiên, các đề xuất cải cách của Hy Lạp vẫn chưa được tiết lộ và theo ông Dijsselbloem sẽ không được công bố trước cuộc họp của nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực Eurozone vào ngày 11 tháng 7. Một hội nghị cấp cao bất thường của Liên minh châu Âu sẽ diễn ra sau đó một ngày tại thủ đô Brussels, Bỉ. Nếu bản kế hoạch được xem là cơ hội cuối cùng này của Hy Lạp vẫn không thể làm hài lòng các đối tác Liên minh châu Âu, khả năng Hy Lạp phải rời khỏi Liên minh châu Âu là hoàn toàn có thể. BBC dẫn báo cáo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết hơn 4 triệu người Syria chiếm khoảng 1/6 dân số phải chạy trốn ra nước ngoài để thoát khỏi cuộc xung đột đẫm máu ở trong nước. Theo cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có số lượng người tị nạn Syria nhiều nhất, 1,8 triệu, và được cho là đang chuẩn bị đón thêm dòng người di cư mới khi cuộc xung đột leo thang gần biên giới hai quốc gia. Khoảng 1,2 triệu người Syria khác bỏ chạy đến Liban và 629.000 người đến Jordan. Trong khi đó, hàng trăm ngàn người khác tìm kiếm cơ hội đến châu Âu qua Địa Trung Hải. Ở bên trong Syria, hơn 7 triệu người khác phải di rời kể từ sau cuộc nổi dậy vào tháng 3 năm 2011, vốn khiến hơn 230.000 người thiệt mạng. Người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất của thế hệ chúng ta. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc.